Chào các bạn nhé, trên hình ảnh video các bạn, mình đang gửi tới các bạn hình ảnh bà con nông dân của huyện Lục Ngạn đem hoa quả, một loại đặc sản, trái cây đặc sản mà nổi tiếng khắp cả nước mình ấy, đó là trái vải các bạn ạ. Hiện nay vải đang vào vụ rồi, vụ vải sớm ấy các bạn. Nhưng mà rất tiếc là năm nay hoa quả trái cây là đều mất mùa, trong đó có cả quả vải nữa. Vải muộn thì là 100% là không có quả rồi các bạn ạ. Còn vải sớm thì chỉ được 5 đến 60% thôi. Năm nay thì trái cây gì cũng vậy, quả ra rất ít. Không biết là do vấn đề thời tiết hay sao các bạn. Hôm nay mình gửi tới các bạn hình ảnh video này là mình quay vào ngày 28 tháng 5 năm 2024. Lúc này thì mình đang có mặt ở chợ Kim là vào 5 rưỡi sáng các bạn nhé. Thời tiết ở mùa hè thì 5 rưỡi, 5, 6 giờ là bắt đầu trời nó đã sáng lắm rồi. Buổi sáng là thì có mưa nhỏ một xíu. Quá trình mình chạy từ Bắc Giang lên đây là muốn chạy lên sớm để ghi hình lại những hình ảnh bà con đem quả vải mà gia đình mình thu hoạch được đem ra đây bán cho những người buôn, lái buôn để trái vải được đưa đi khắp cả nước đây. Trước khi đến với lại chi tiết video cảnh buôn bán nhộn nhịp của bà con nơi phố Kim thì bây giờ mời các bạn cùng mình ngắm cảnh trên cao con phố Kim ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đấy, trên video các bạn thấy là phố Kim là con phố rất sầm uất các bạn ạ. Phố Kim thì nằm cạnh con sông Lục Nam nhé các bạn. Ở bên trái màn hình, lát nữa thì mình quay cho các bạn xem chi tiết. Con sông Lục Nam uốn lượn qua đây rất đẹp. Như các bạn đã biết đấy thì thường thường các cụ hay có câu là được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Nhưng mà năm nay thì lại trái ngược hoàn toàn các bạn ạ. Kể cả người nông dân năm nay quả vải cũng không được mùa, nhưng mà giá cả thì cũng về thời điểm này là rất rẻ nhé các bạn. Không như đầu mùa thì đắt một xíu. Nhưng mà về bây giờ thì ngay lúc này là ngày 28 tháng 5, mình có gửi tới các bạn hình ảnh ấy, thì là giá vải nó tùy từng loại, xấu đẹp thì nó giá dao động từ 10.000 trở lên các bạn ạ. Cũng có nhà vườn thì bán được giá 35-40. Thì phần này thì các bạn sẽ theo dõi tại sao là lại bán được 35-40.000 một ký, thì các bạn sẽ theo dõi trong phần 2 chi tiết của video của mình. Video này mình sẽ gửi tới các bạn làm 2 phần nha các bạn, do video rất dài. Bởi vì là để quay được hết cái không khí mà quang cảnh bà con buôn bán tấp nập ở đây thì mình phải chia làm 2 phần mới hết được cho các bạn theo dõi. Đấy, con sông Lục Nam, phía trước video các bạn xem là con sông Lục Nam đấy. Phía xa xa là có cây cầu sắt bắc qua bên Mỹ An. Người dân Mỹ An ở bên ấy đưa vải qua bên chợ Kim này để bán các bạn ạ. Phải đi qua sông. Phần sau video các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem cảnh bà con rất vất vả khi thô vải đi qua sông này, qua cầu này để lên trên chợ Kim để bán. Tại sao lại vất vả thì lát nữa phần sau video các bạn xem sẽ rõ. Như các bạn đã biết ấy, bà con nông dân thì ở trên Lục Ngạn này, huyện Lục Ngạn ở tỉnh Bắc Giang này, cây chủ lực vẫn là cây vải. Trồng và chăm sóc được một vụ vải là rất vất vả, nhưng mà nhiều khi sự vất vả này không được đền đáp xứng đáng với lại công chăm sóc của mình, do là năm nay là nhiều khi ra là bán được giá nó thấp lắm các bạn ạ. Nếu như mà các cô chú rồi các bác ở đây cho mình biết, nếu như mà thuê người nữa thì thậm chí còn không có lời luôn, tiền công chăm sóc rất cao rồi. Trên video các bạn đang thấy cái đoạn đường đông đông ấy là người dân tập trung ra đấy để bán vải đấy. Lúc này là 5 rưỡi 6 giờ kém rồi các bạn, mình còn có mặt ở đây. Thì đây là con đường quốc lộ 31 này, chạy từ thành phố Bắc Giang đi lên Chú, trấn Chú này các bạn. Hiện nay thì khu vực này thì người dân bắt đầu mới trở vải của mình trên này thôi. Lát nữa thì phía xa xa bên kia mình sẽ lên quay chi tiết cho các bạn xem. Đây là những sọt đường vải của người dân đây các bạn này. Sau khi bán xong thì người dân về đây ăn sáng nha các bạn nhé. Đây có quán ăn sáng của đây, con bún con chả đây. Mình thì cũng vừa ngồi quán ăn sáng này xong. Ở đây thì có bún chả này, chả nướng các bạn, mùi thịt rất thơm. Còn đây là những sọt đường vải của người dân. Và bây giờ thì mình lên trên khu vực người dân đang tập trung kia, đang có đoạn kẹt xe cục bộ và con buôn bán vải kia các bạn ạ. Lúc này thì mới có 6 giờ kém 15 thôi. Người dân tập trung đưa vải về đây rất đông rồi. Có người bán đi sớm bán xong về rồi. Có người thì bây giờ mới
mới đi thôi. Vải thì thường thường là người dân đã bẻ từ hôm trước rồi. Bẻ từ hôm trước rồi thì sáng sớm là bắt đầu người dân đưa ra bán, về tranh thủ lại bẻ nữa hoặc là thổ đi tiếp các bạn. Mỗi một sọt như thế này thì thổ khoảng cỡ được tạ hơn tạ tùy. Bà con chào chú nhé. Giá vải năm nay hôm nay được bao nhiêu chú nhỉ? 10.000. 10.000. Làm gì chú nói đùa nào chứ, vải thì 10.000 đây đây. Thật ạ? Dạ 10.000. Hết. Dạ 10.000 thì bao nhiêu? Bà chú giá vải bao nhiêu bà vải? 16 không đến 10.000 này. Giá vải ngày hôm nay? Được 10.000 thế này. Đấy là giá vải cập nhật ngày hôm nay là ngày 28 tháng 5 là có 10.000. Đây thật chứ? Thật là chú. Rất đông người bây giờ đang đổ về đây đây. Đây vải sớm nha các bạn. Đây mọi người đang đóng lên trên xe luôn đấy các bạn nhé, đóng tươi luôn. Sau khi mà cân xong cái này là người dân bắt đầu ghé vào các quán ăn sáng này. Giá vải cũng như là chú kia nói đùa nên thật, nhưng buổi sáng này thì giá có 10.000. Mọi người đang tập trung vào cân ở đây. Tùy từng địa điểm cân các bạn, chỗ nào mà được giá thì người dân sẽ cân. Mọi người dân ở đây thì đem đến đây thì thường hay dò giá trước. Địa điểm nào cân mà được giá thì người dân sẽ đổ các bạn. Đây là vải sớm nha các bạn nhé, vải muộn thì năm nay cũng mất mùa rồi. Rất nhiều người chọn như các bạn nhé. Bác đi lên đây không? Bây giờ thì mình đi những cái địa điểm cân khác cho bạn xem. Anh ơi, giá mà 10.000 có phải không anh? Thật đấy hả? Hỏi chú kia mà giá 10.000 mà không biết có phải không? Tưởng đùa đấy nào, tưởng chú đấy đùa chứ. Đây giá này, hỏi anh này thì anh cũng xác nhận là giá 10.000 nha các bạn nhé. Mà không biết có phải thật không? Các bác đấy nói thì bởi vì là vải thì thường ở dưới kia mua ăn vẫn chỉ là đắt như các bạn, ở trên gốc này thì khoảng cân 10.000 này các bạn này. Thật sự là mình không tưởng tượng nổi rẻ như thế. Cái giá thế nào? Anh nghĩ là giá này có thể cao. Được mất mùa thì được giá chứ đúng không? Đúng rồi. Đây... mất mùa thì được giá thì lại gần. Đấy bà con đang lúc này 6 giờ rồi, bà con đang đổ ở đây rất nhiều đấy. Thu hoạch vải phải sớm ấy. Hai cân vải được cân phân. Hai cân vải được cân phân anh. Người cân vải được cân sâu. Đấy. Báo cách cơ đá đây, đây mà. Cũng dù thật, thế thôi, chỉ chết chỉ được quan thôi. Mà mua gần mấy nghìn tỷ. Đây là xe chính. Đây là xe đóng vải tươi luôn đây các bạn, không phải đóng đá đâu. Vải đẹp thế nhỉ, vải đẹp thế anh nhỉ? Hàng xuồng, hàng xuồng. Dạ. Anh ở bên xóm nào đây ạ? Hàng xuồng. Dạ, thế ạ. Anh ở xóm bên khu bên xú. Dạ. Vải đẹp thì vải nhà anh đẹp đấy. Vải anh đẹp. Còn hàng đi vào Nam. Đi vào Nam luôn hả anh? Đi vào Nam luôn. Vào Nam trực tiếp. Xe đóng tươi luôn. Đấy, lúc này rất đông bà con đổ về đây. Buổi sáng này thì vải thì hôm qua rồi là bà con đã hái buổi tối chiều hôm qua rồi. Chiều tối cả gia đình bắt đầu huy động ra bẻ vải. Sau đấy thì bắt đầu là sáng sớm rồi để đi bán này. Đây lúc này mình đang ở phố Kim nha các bạn nhé. Nói lại lần nữa các bạn xem. À, nghe
Đấy, đây cũng có một địa điểm để phân vải nữa các bạn. Rất nhiều địa điểm phân vải cho bà con. Đóng xe đóng vải tươi luôn. Chị ơi, vải bây giờ giá bao nhiêu chị? Ngày sáng hôm nay ạ? Sáng nay từ 12 đến 18. Dạ, thế mà mấy ông kia bảo giá 10. 10 cũng có, tùy vải. À dạ thế ạ. À thế là cũng có giá 12, 18 các bạn ạ. Chứ không phải là độc giá 10 đâu, mình thấy khoảng luôn. Tức là... Đây là so tải này, vì loại tải mà mua. Bà con ấy thì giá 10 có, 12, 18 có. Năm nay thì chủ yếu là vải sớm là được mùa đấy nha các bạn nhé. Còn vải muộn thì là đa số là mất mùa hết từ Lục Nam đến Lục Ngạn các bạn ạ. Lục Ngạn thì là đất vải rồi nhưng mà với những kỹ thuật chăm sóc của người ta là rất tốt rồi nhưng mà còn mất mùa nữa các bạn. Chứ nói thì dưới Lục Nam thì người dân thì nên là mạnh đâu làm đấy thôi. Chứ không có sự chăm chút được như trên Lục Ngạn nữa các bạn. Vải trên Lục Ngạn thì bao giờ cũng chăm chút tốt hơn dưới Lục Nam. Đây bây giờ thì mình đi tiếp tục lên khu bên trên này đi. Quay đi được phần trên này các bạn xem. Anh thấy cái vải này đa số là bên chỗ Mỹ An lại đưa sang hay là Mỹ An Đồng Trắng rồi các nơi nó đưa sang nhưng đa số là bên Mỹ An này nhiều. Vâng, bên Mỹ An là trồng vải sớm nhiều phải không anh? Trồng vải sớm nhiều mà nó vải nó đẹp, nó chất lượng. 40, 40 mấy cũng có. Hơn nữa là nó bán nó không sợ cái vải muộn nó chèn vào. Dạ. Đấy, như mỗi năm là bán như đang bán này nhưng đến cái vải Thanh Hà với vải muộn nó lên cái nó chèn vào vải này rất rẻ. Cái vải này gần như là những năm nay coi như vải này nó độc quyền bán từ đầu không bị mất. Như ở năm ngoái trên em ấy còn vải người ta không thể bẻ đâu chứ giống vải này sao thì. À đúng rồi, nhưng nó rẻ quá mà. Bởi vì vải muộn nó lên nhanh nhé. Vải muộn nó lên nhanh, vải này có 1-2 nghìn thì ai bẻ làm gì. Dạ. Nhưng năm nay nó rẻ nó vẫn được 7-8 nghìn, 10 nghìn, 12 nghìn. Hiện tại bây giờ thấy nó đấy chị kia bảo là 12 hoặc 18, 10. 12 đấy là cái vải u dây. Dạ, u dây ạ. Còn cái vải u hồng nó vẫn được 2 mấy hoặc 17, 18. Vâng. U hồng đẹp, Trung Quốc mua vẫn được 40. Dạ. Trung Quốc sang đây đóng nhiều không anh nhỉ? Trung Quốc không đóng ở đây. Nhưng mà vào tận vườn điểm bên kia của nó mua sẵn. À, đấy ạ. Vào tận vườn. Mua cả vườn luôn đấy anh. Vâng. Mua vừa vừa có thể ăn ở vườn. Dạ. Còn đây là các điểm ở khách ở Lào Cai về cân đặt điểm. Tôi ở đây thì người ta cân những cái vải gọi là từ 12 đến 18, 20. Dạ. À, anh có thể cho em biết anh tên gì không ạ? Anh mình tên là Dũng. Anh tên Dũng à? Vâng, em cảm ơn anh Dũng nhé. Dạ. Dạ, em lại đi quay một xíu nữa thì cho mọi người cái khán giả của em xem này. Bán vải rất chỉ là hấp dẫn đấy anh ạ. Vâng, trái vải hôm nay. Rồi, em chào anh nhé. Hôm nay trời có mưa nhỏ nhé các bạn nhé. Người dân đổ ở đây mỗi lúc một đông hơn, người dân có bán vải nữa. Thời tiết thì có mưa nhỏ rồi, hơi xấu trời tí. Chào hai anh nhá, cân vải hai anh. Vâng. Dạ, cân nhiều chưa? Đấy, hai bác này cân vải đây các bạn này. Xe của hai bác đây, có cả chăn bông nhân biết để ủ đây. Chăn. Cái này mình chở về đâu nhỉ anh nhỉ? Về đâu? Chở về Lim. Nhập vào trong khu trong miền Trung nè. Lim. À, về trên Lim. Xong rồi đóng công hả anh? Đóng công. Dạ, vâng, em cảm ơn anh nhé. Công ty Trung Quốc. À. Vẫn chủ yếu là tiêu thụ Trung Quốc vẫn là nhiều nhỉ? Rồi em cảm ơn nhé. Ngày thời tiết bắt đầu mưa nhỏ, vất vả cho người dân. Người mà có mặt hàng nông sản nó quả vải đem ra bán ấy. Thank you.
có hai địa điểm cân rất lớn các bạn, cân vải của bà con này. Cái này thì đa số là như là anh kia nói là nhập về là đưa đi Trung Quốc, đóng công đưa Trung Quốc. Đấy, thời tiết mưa các bạn. Đây mình sang bên này đi, sang bên này đã. Đóng lạnh à? Anh đóng lạnh. Dạ. Thế là một công của nó được khoảng mấy chục tấn hả anh? Một công thì xem nào, nó rơi vào bình thường xốp đá thì nó chỉ rơi vào 15-16 tấn thôi. Dạ. Xốp đá nữa, trừ hàng đá. Thì thực ra thì cũng muốn mua cho bà con địa phương cái giá nó cao, chứ chính là cái hệ thống cân đối với mặt bằng cung cầu là nó không đạt được. Dạ. Đó, người ta đi buôn những cái thương chủ thương lái rồi mọi vấn đề ấy. Bây giờ trong Sài Gòn giá nó rẻ năm nay là được. Anh ở trong Sài Gòn anh đổ chợ nào? Chợ Bình Điền hay là chợ anh đầu mối ở Thủ Đức ấy? Ở Thủ Đức đầu mối anh có đầu mối, chợ đầu mối Thủ Đức ấy phải không anh? Dạ vâng. Anh còn sang cả cam mà bán này à? Vâng, các bạn biết đây hàng đây đang cân hàng rẻ tiền là đi cam. Dạ vâng, đây là ông chủ cân vải đấy các bạn, cân vải cam. Còn lúc này người dân thế này bán đến tầm mấy giờ thì bắt đầu là bán anh nhỉ? Dân thường thường ấy là có tầm bẻ từ tối, dạ có lúc là đến 2-3 giờ sáng người ta đi bẻ. Dạ vâng. Tầm đồ thường thường 9-10 giờ là hết. Dạ vâng. Thế là anh đổ chợ đầu mối Thủ Đức đấy. Thực ra thì ai cũng cân cho bà con cái giá nó cao, nhưng cái chính là năm nhưng mà vải lại không kiểu như là chất lượng nó không được tốt ấy nhỉ? Hai năm mất mùa ấy, thế nhưng mà cái chính là năm nay bị sâu đầu nhiều. Vâng. Nãy em cũng nghe chú kia nói là Trung Quốc nó bẻ 1-2 quả mà thấy sâu đầu là sâu đầu. Tại nó mất mùa là bà con cũng không muốn chăm phun nhiều, nên là nó bị ảnh hưởng. Vâng. Chính nha, nếu mà ai lại chăm từ đầu mùa thì lại được tiền đấy nhỉ? Đúng rồi. Vải Đắk Lắk năm nay thì được tiền. Vâng, em cũng thấy có người đăng ở vải Đắk Lắk lên đấy. Anh mà... anh cân Đắk Lắk mà. À, vào thế Đắk Lắk anh cân Đắk Đông, anh khu nào ở trên đấy à? Anh đang là cân ở Dốc Đá chỗ Đắk Minh. Dạ vâng. Bởi vì em có anh con bác cũng làm ở trong đấy nhưng mà chỉ bên cà phê thôi, chứ ở dưới khu dưới này thôi, khu dưới như Gia Nghĩa gì thì thôi. À, cân ở Gia Nghĩa à? Vâng, ở đấy đấy. Thế là anh ra đây cân lâu chưa anh? Anh cân được mấy hôm rồi. Dạ. Mình thuê nhà thuê đấy đấy anh. Ở nhà anh ở trên thị trấn, chú còn đây anh thuê thế này. Dạ. Đây điểm cân của anh bên kia đây ạ. À, đúng. Cái nhà, đây là cái nhà bự kia anh. Đây hai cái sát nhau đấy, cạnh cân bên này. Thì em sang cho em xin một ít video về cân vải, cạnh cân vải cho bà con xem. Xa quê xem, người ta thích xem lắm. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là Hợi. Dạ. Anh Hợi. Anh Hợi ạ? À? Dạ vâng. Đây anh Hợi là chủ đấy các bạn. Chủ cân vải này đưa đi miền Nam này, các chợ đầu mối miền Nam, chợ Thủ Đức. Chợ đầu mối rất lớn. Ở trong miền Nam có hai chợ, chợ Bình Điền, chợ Thủ Đức này. Đấy, mấy chợ đầu mối rất lớn. Vừa rồi thì mình trú mưa đấy các bạn ấy. Bây giờ thì ngớt mưa rồi mình lại đi quay tiếp đấy. Phải đi bà con ở phố Kim đấy. Trên là Lục Ngạn đây. Buổi sáng hôm nay. Thank you.
mình sang đây. Anh ơi, vải nhà mình đẹp đây, sáng nay bán được giá bao nhiêu anh? Cái này mang đi biếu này, không phải bán. À dạ, không, nhìn vải đẹp nhỉ anh nhỉ? Tôi hỏi anh này. Đây anh này trong này ra đây. Ra lần nào anh? Bán này thì vừa trong nó sẽ nào anh em nó trong hẻm này ra đây các bạn nhé. Ở trong cái hẻm này thì có phà nhé các bạn ơi, qua con sông Mục Nam để lên trên này. Bà con ở bên Mỹ An thì sang đây bán vải rất nhiều, để đi xem là phải phà hay là qua thuyền để sang đây nhé các bạn nhé. Lúc nãy thì mình mới sáng tới kia, anh em mọi người nói là khi mà đi vận chuyển vải thì qua sông để sang đây thì rất chi là vất vả đấy. Đây là cái này đây, cầu đấy các bạn này, bà qua sông Nam này. Bà con ở bên kia đi bán vải sớm này, phải qua bên này thì ở dưới này có hai người hỗ trợ để đẩy lên. Hỗ trợ để đẩy vải của bà con lên trên này đây. Không thì hoặc một tạ hơn tạ thì khó mà leo dốc lắm. Mình sẽ xem là có bác nào mà đi vải ở đây thì mình quay các bạn xem nhé. Đây là hai anh tăng bo vải cho bà con lên nhé các bạn nhé. Đây những thổ vải của bà con rất nặng, khi mà đến đây thì sẽ có hai anh này tăng bo lên, du lên cho bà. Cô bán vải cô ơi. Cái này khá dốc nha các bạn. Khi mà đẩy một cái xe vải khoảng gần 2 tạ lên trên này bằng xe máy là cũng mệt đấy. Cho một lúc có lấy tiền không mà sợ. Đây. Chào anh nhá. Có quả mũ cối đẹp quá anh nhỉ. Okay. Cối đẹp, vải đẹp đấy, vải nha anh đẹp đấy. Thế là có hôm nó lột quần nữa. Cứ đánh đề chịu đi. Có hôm nó lột quần. Không, cái này vải bắt đầu đi tù. Sau khi chào hai rất vui tính các bạn ở đây tăng bo vải lên cho người dân thì bây giờ mình lại quay tiếp lên chợ vải ở phố Kim cho các bạn xem nhé. Đây mời các bạn theo chân mình tiếp tục theo dõi video. Đấy, sau khi đi một đoạn từ bờ sông đi ra lên trên này, bờ sông Nam và chỗ đoạn cầu các bạn, người dân lúc này tập trung vào đây đông. Lúc sáng mình quay các bạn xem thì vẫn còn biết tôi hiện nay thì bắt đầu là các bà con đem vải về đây rất đông. À là chim em anh ơi, vải này giá được khoảng bao nhiêu à em? Là em nhìn mẫu đẹp như này giá bao nhiêu? Thì là đẹp về chất lượng đấy. Đôi là ngoài nhá. Dạ. Thế là 20. Vâng. Trên 20 anh. Thế mà sáng em hỏi một số là có 12, 10, 18, 12 đây vải. Theo em thì đây là vải gì? Cua hồng đấy ạ. Dân trồng vải thì nhìn biết rồi, nhưng mình là dân trồng vải các bạn ạ. Đấy. Em bảo là đây là vải cua hồng. Nói dân trồng vải nhìn kéo biết ngay. Xe tải nhập hàng nhé, nhập vải các bạn để đưa đi vào đóng công.
Rồi, xin chào. Chào anh nhá. Đây là chiếc xe tải đây, các bác bên đang nhập hàng để đưa đi. 10 cân nữa cho hai tải thì chẳng có 12 cân. Trên tay mà những người cân vải các bạn có cầm những cái phiếu ghi giá nha các bạn nhé. Khi mà vào đây mua vải thì bán vải các bạn thì được ghi giá với những cái phiếu này đưa cho người bán đấy. Giống vải cho dân và bán cam bưởi. Vâng, thế là có hẫn một cái trang trại luôn đấy anh. Được, vâng, 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 vâng. Dạ vâng. Ở dưới này. Trang trại ở đâu anh? Ở hàng ở Đức cái giống. Dạ vâng. Dưới này. Vâng, lúc nào rảnh em vào em cũng làm cái video cho anh. Vâng, rồi em cảm ơn nhá. Làm cái video về cây giống mà nhiều người quan tâm như thế này mà. Vâng. Và con nông dân. Em cảm ơn nhá. Anh tên gì nhỉ? Mình tên Đức. Anh Đức đây. Đức cây giống. Các bạn này anh Đức là chuyên về cây giống này. Giống vải u vải thiều anh em đây, anh em nào dòng thì alo. Dạ vâng. Chết ở tại nhà. Dạ vâng. Chết tại nhà. Dạ vâng. Cam bưởi các kiểu. Vâng, chết trà Đức. Đây là anh Đức vừa rồi thì có cuộc nói chuyện mình đấy thì chuyên về cây giống các bạn nhé. Bạn nào xem được video có thể liên hệ với anh Đức. Bố Kim. Bây giờ thì mình đi sang bên này quay các bạn xem toàn cảnh luôn. Đến này chú vặt từ tối hôm qua à? Từ 3 giờ sáng. 3 giờ sáng đi vặt vải à? Dạ, cả gia đình mình huy động đi luôn. Cả gia đình. Thế này cả anh em hộ. Vâng, thế này mà thuê người là không có lời nhỉ chú nhỉ? Không có lời. Vâng. Thế năm nay là vải mất mùa phải không? Dạ vâng. Mất mùa thì là tất nhiên là nó phải có 9-20 thì người ta được một tí tí thôi. Dạ vâng. Nếu mà thuê người 19-20 cũng không có lời. Không hết thế bảo. Vâng. Công việc cao. Dạ. 50.000 một tiếng.
Dạ vâng, 50 nghìn một tiếng ạ. Thế thì chú, là đừng biết. Vâng, chú cho con biết chú tên là gì đúng không ạ? Tôi là tên là Hai. À chú Hai thì các bạn ở trong Quý Sơn ra đây bán vải thì chú ở 13 nghìn một ký là lỗ các bạn ạ. Vì nếu mà còn thuê người nữa là âm nặng luôn. Ai ơi. Vâng, thế cháu chào chú. Rồi, chú nhé. Vâng, vâng, chú sức khỏe nha. Dạ. Nhà chú thì năm nay nếu mà thu hoạch hết vải sớm thì khoảng được 5 tấn chú nói vậy các bạn. Bây giờ thì mình lên các địa điểm trên này các bạn xem nhé. Cái sọt này mình được khoảng 2 tạ không chú? Tạ 8 thôi. Tạ 8 ạ? À? Vâng, sắp xỉ 2 tạ, chú thuộc khỏe đấy. Thế này là chuyến đầu tiên của ngày hôm nay đây chú? Dạ, chào cảm ơn chú nha. Sọt này tạ 8 đấy, hôm nay mình nói trên video các bạn. Đây là chú đi ăn sáng đấy ạ? Đi xem giá vải. Nhà chú có vải không? Có. Vải sớm này được nhiều không chú? Được tầm 1 tấn đổ lại thôi. Dạ, thế nếu mà có khách có nhu cầu vào đấy bán cả vườn luôn. Ở trong này chú ở xóm nào ạ? Ở chỗ khu đồi cây Bác Hồ ấy. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chú nhé. Rồi, có ba nhé. Bây giờ thì mình lên khu vực chợ Kim quay các bạn xem nhé. Khu vực dưới này thì hiện nay đang kẹt xe rồi. Đấy, lượng người dân đổ ra đây, bà con đổ ra đây bán vải lúc này là hơn 7 giờ, rất đông nhé. Khu vực ở trên này mình đang lên đây là khu vực trên chợ Kim, phố Kim các bạn. Khu vực trên này thì có khả năng là những người dân mà người ta mang vải đến đấy các bạn không đông, mà bằng cuối kia lúc này mình quay cho các bạn xem đâu, phía dưới này đâu. Phía trên này thì nghe có vẻ ít hơn nhưng mà mình cứ lên quay cho các bạn xem. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 dương lịch các bạn ạ. Mình đi quay cho các bạn xem này, đúng là ngày 28 tháng 5 dương lịch. Buổi sáng thì trời có mưa xíu, bây giờ thì hửng nắng lên rồi.